Morning. Xin chào chị Yến ạ. Ê, được gì vào bằng mày. Dạ. Không phải, em có phải nông hợi đâu. Không không chị ạ. À. Trước mọi người có trải nghiệm gì không? Chủ đề tin tưởng. Mọi người còn nhớ thì về câu hỏi tuần trước không? Chị Hương và Joy. Tức là thứ nhất là đừng quan tâm vào người khác, và thứ hai là những cái mức phóng xạ thấp ấy. Khi mà mình dùng, tức là mình khi mà mình có thói quen dùng nhiều hoặc là làm nhiều ấy, thì sẽ tạo nên mức phóng xạ cao ấy, ảnh hưởng không tốt. Đúng rồi đó. Chị Hương nhớ cái cụm từ rất quan trọng là mức phóng xạ thấp, những cái suy nghĩ gọi là nhỏ nhặt liên tục phóng xạ người khác hàng ngày, thì chính là nó tạo ra cái mức phóng xạ cao, thì nó là những cái hạt giống nhỏ ném chung vào cái túi tiềm thức ấy. Những cái viên ngọc khi mà nó ở riêng thì không sao, nhưng khi nó đặt chung với nhau thì tạo nên mức phóng xạ cao. Thì hãy cẩn thận với những mức phóng xạ thấp. Và cái giải pháp của chúng ta là gì mọi người nhớ? Đó là hãy lôi những cái người mà bạn hay gặp hàng ngày ra và hãy viết lại những cái câu chuyện về họ, viết lại những cái câu chuyện đó rất là tuyệt vời về những người đó. Ok, 5 giờ 5 phút rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với chương trình đọc sách Nga Nhiệt Tình Yêu cùng với Mon Team. Chương trình được phát sóng đều đặn vào 5 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên Zoom và phát lại trên kênh YouTube của My Online Time, Mon Team. Và mình là Hằng SN, một thành viên của Mon Team. Và hôm nay chúng ta đã đọc đến câu số 21. Và chúng ta đã đọc câu số 20 và hôm nay là câu số 21. Chủ đề tin tưởng. Tin tưởng cho người thân yêu. Đó. Có ai đã có hỏi không? Chị Hương hay chị Châu có muốn là người đưa ra câu hỏi không? Chị Hương có sách đúng không? Chị Hương đọc câu hỏi của em nhé. Câu hỏi số 21. Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ chúng tôi không chia sẻ với tôi. Thỉnh thoảng tôi vào phòng và thấy anh ấy nhắn tin. Nhưng khi tôi hỏi anh ấy đang nhắn tin cho ai, thì anh ấy thể hiện một trạng thái rất đề phòng. Tôi không định xâm phạm hay kiểm soát cuộc sống riêng tư của anh ấy, mà tôi chỉ muốn anh ấy cởi mở hơn với tôi thôi.
Tôi cần tạo ra nghiệp gì đây? Chủ đề tin tưởng, và đây là câu số thứ hai của cái chủ đề này. Có ai nha? Có ai rơi vào tình huống này? Mẹ bầu, em bầu nghĩ thứ. Như em là có một thời gian là rơi vào tình huống này. Bây giờ thì thỉnh thoảng còn ít hơn. Tức là tức là không cần mà chia sẻ, cái việc chia sẻ nó gặp khó khăn đấy. Nhất là trong khoảng thời gian mà cái đứa đầu, khi mà con nhỏ đứa đầu, lúc đấy chắc mình cũng chưa học tập nên là mình cũng hay nhăn nhó, nên là không có cái sự cởi mở. Thế thì các mọi người vấn đề ở đây là gì? Trong câu hỏi này vấn đề là gì? Vấn đề ở đây là cô này muốn chồng nói thật với mình. Đúng. Vấn đề ở đây là cô này muốn chồng nói thật đúng không? Tức là nói cho để chia sẻ với thứ hai là nói thật. Ok, thế thì giải pháp đấy là gì? Theo chị Châu. Ở đây thì thầy bảo là chúng ta phải gieo hạt. Cô ấy phải gieo hạt. Và một quả dưa hấu thì bạn, trong một quả dưa hấu muốn mọi người nói thật với bạn thì bạn phải nói thật. Thế thì nói thật nghĩa là như thế nào? Nói thật thì ở đấy thì cô này nói là nói thật nghĩa là không nói dối, nhưng mà sau đó thầy nói như thế chưa đầy đủ. Mà sau đó thầy đưa ra thì diễn biến của một cái câu chuyện là khi mà một cái sự việc xảy ra thì mình kể là một cái sự việc xảy ra thì trong đầu mình là nó có một cái video, và cái người nghe cũng sẽ có một cái video diễn ra trong đầu họ. Và nói thật nghĩa là làm thế nào để cho hai cái video này nó trùng khớp với nhau. Chính xác. Trời ơi, rất nhanh gọn và rất chính xác. Tức là mọi người cứ tưởng tượng là khi mà chúng ta nói chuyện với một người khác, một cái người thứ ba chẳng hạn, thì lúc đấy cái người thứ ba đấy, hoặc cái tình huống, một cái câu chuyện, ví dụ mình cảm thấy rất là đáng ngạc nhiên sáng nay chẳng hạn, thì mọi người thấy là khi mà mình kể lại cho người khác thì cái người đấy hay cái tình huống đấy nó còn ở trước mặt mình không? Khi mà mình, ví dụ như em kể lại cho chị Yến một cái câu chuyện xảy ra sáng nay, sáng hôm qua với em, là về một cái người hôm qua em gặp, thì theo mọi người, cái lúc mà mình kể lại đấy thì là cái câu chuyện hay cái con người đấy nó còn ở trước mặt mình không? Có chứ. Tức là khi mình kể lại cái câu chuyện, ví dụ như là hôm qua em gặp một cái tình huống nó rất là khó chịu, hôm qua em gặp một cái người rất là khó chịu, em kể lại với chị ấy, thì cái lúc mà em kể lại thì cái tình huống hay cái con người đấy nó còn đang ở trước mặt em không? Lúc này thì mọi việc là xong rồi, nhưng mà khi thường mình kể lại thì mình có ra những cái ý chủ quan của mình vào đó, và thường là nếu mà khi nói về bản thân mình hoặc thì mình sẽ thường nói những cái sự có lời cho bản thân mình. Còn ví dụ đó một cái sự việc nào đó mà không liên quan đến bản thân mình thì chỉ nghĩ là mình hãy nói theo cái hướng cái suy nghĩ của mình, cái nhìn nhận của mình, cái góc độ của mình, thì nó đã mang nhiều cái tính chất chủ quan rồi, chứ nó có thể không còn là hoàn toàn là cái sự thật nữa ấy. Thế theo cái nhận thức của mình thì hoàn cảnh em nghĩ là ở đây thầy có nói là khi mà mình kể lại như vậy thì lúc đấy nó sẽ có một cảnh quay hay là một đoạn phim ngắn về những gì đã xảy ra, nhưng nó xuất hiện lại trong tâm trí mình.
Đúng rồi. Nó đã xảy ra rồi nhưng nó xuất hiện lại trong tâm trí mình. Chính xác. Tức là khi mà mình kể lại với người khác thì là cái chuyện đấy nó đã xảy ra rồi. Hoặc cái con người đấy nó không đứng ở trước mặt mình nữa rồi. Cái con người, cái tình huống khó chịu ấy, nó không đang xảy ra hiện tại mà nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà làm sao mà mình kể được chi tiết với cả cái người đối diện mình, là vì trong đầu mình nó đang quay lại cái tình huống đấy, nó quay lại cái cảnh và lúc mà mình gặp cái con người khó chịu ngày hôm qua. Tức là trong đầu mình có một cái đoạn phim nó được lưu vào đấy rồi, bây giờ nó bấm chế độ quay lại đúng không? Hai chị Phương Nguyễn bé dậy sớm thế. Thế là khi mà mình bấm cái cảnh quay lại đấy thì tức là trong đầu chúng ta đang tua một đoạn phim đúng không? Rồi khi mà mình kể cho người khác này thì nói, khi mình kể cho người khác nghe cái chuyện đã xảy ra thì đơn giản là bạn đang miêu tả lại cái cảnh đang diễn ra trong tâm trí của bạn cho họ. Mọi người đồng ý đến chỗ này không? Tức là đoạn phim nó đang quay lại trong đầu mình và mình đang kể lại những cái thứ nó đang diễn ra trong tâm trí mình, những cái gì mình còn nhớ được ở trong đoạn phim đấy nó đang tua lại, chứ không phải là toàn bộ cái cảnh đấy đúng không? Thực ra chỉ là cái cảnh đấy theo góc nhìn của mình thôi. Thì vấn đề ở đây là gì? Khi mà mình đang tua lại trong đầu và mình đang miêu tả cái cảnh trong đầu mình ấy, thì ở cái đầu với người đối diện ấy, nó cũng chạy ra một cái đoạn phim. Dụ em kể nha, sáng hôm qua em gặp mà một cái bà to béo, nói chung là mặt nhăn lắm, nói năng khó chịu lắm, mà khó mua hàng của bà đấy kinh khủng đấy. Đấy, khi mà em kể thế là trong đầu mọi người cũng hiện lên một hình một cái bà to béo, xong rồi thì tức là nhăn nhó đúng không, tùy theo hình ảnh của mọi người. Cái vấn đề là khi mà em đang nhớ lại cái hình ảnh ngày hôm qua chẳng hạn, cái đoạn phim em đang miêu tả đoạn phim đấy, thì khi mà em tả lại cho mọi người thì trong đầu mọi người cũng hiện lên một cái đoạn phim chạy song song. Tức là chúng ta đang dùng ngôn ngữ để tức là em dùng ngôn ngữ để em tả lại cái đoạn phim trong đầu em, và đồng thời lúc đấy khi mà chị Phương hay là chị Yến hay là chị Hương tiếp nhận cái thông tin đấy, hay là em Hảo tiếp nhận cái thông tin đấy, thì trong đầu mọi người lại chạy lên một cái hình ảnh song song về cái câu chuyện mà em vừa kể đúng không? Tức là cùng một câu chuyện nhưng mà hai trong đầu hai người đang có hai cái đoạn phim chạy song song. Thì quay trở lại cái câu hỏi chính là nói thật, thì thầy nói là cái vấn đề ở đây ấy, là cái đoạn phim mới được tạo ra bên trong đầu người kia có bao nhiêu phần giống với đoạn phim gốc ở bên trong đầu bạn đó. Cái đoạn phim mới tạo trong đầu người kia có bao nhiêu phần giống cái đoạn phim gốc ở trong đầu mình? Tại chính là vì thế, chính là vì cái nói thật ấy, thì là mình phải chọn những cái từ ngữ và hình từ ngữ này sẽ định hình như hình từ ngữ này trong đầu với người đối diện ấy, và cái cách họ suy nghĩ. Thế nên là mình phải chọn lọc làm sao để cho cái đoạn phim của người đối diện mình với đoạn phim của mình nó phải giống nhau, giống hết nhau ấy. Nó thì thầy nói là cái điều này nó vô cùng quan trọng. Đấy mới là cái định nghĩa của cái việc nói thật, đúng không? Mình nói thật mình cũng bảo mình không nói dối, không nói dối là được. Nhưng mà nó không chỉ đơn giản là thế. Mình không nói dối nhưng mà mình phải nói làm sao để cho mình quan sát được cái người đối diện và mình thấy là họ đang có cùng cái bức tranh, cùng cái bức tranh nó giống như trong cái đoạn phim trong đầu mình. Chứ thì không không chỉ đơn giản là mình không nói dối, mà nói thật là phải để làm sao để cho mình và người đối diện là đang cùng một đoạn phim đó. Thì thầy nói là điều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những chuyện khiến bạn có cảm xúc rất mạnh mẽ, rất khó chịu, thì chính là bạn đang gieo những hạt giống quyết định trong vài tuần tới mọi người sẽ nói chuyện với bạn như thế nào. Khi là mình kể lại đúng không, là một lần nữa mình lại gieo những hạt giống mới về cái câu chuyện cũ hôm qua, về cái sự khó chịu mà mình vừa trải qua. Cái điều này nó rất quan trọng, tại vì mình có đang gieo hạt giống thì mình mời gọi thêm những cái điều khó chịu ấy đến hay không, hay
mình đang gieo hạt giống để giải quyết được những cái vấn đề khó chịu đấy, thì nó là điều rất là quan trọng. Tại vì thường những cái khi những cái việc chúng ta nói là thường, một là những cái việc chúng ta rất là vui, hai là những cái việc chúng ta rất là khó chịu cực kỳ, và chúng ta thường là mình là tâm lý nạn nhân, mình phải được cái sự đồng cảm của mọi người đó. Thường là chúng ta sẽ rơi vào cái như thế, mình cần cái sự đồng cảm của mọi người ấy, nên là mình sẽ kể lại, mình sẽ phải thêm tí mắm, thêm tí muối vào để cho cái tình huống đấy là nó, mình rất giống là cái người rất là tốt mà bị đối xử rất là xấu. Nó thường những cái chuyện có cảm xúc mạnh mẽ thì chúng ta sẽ kể lại theo chiều hướng đấy. Thì cái vấn đề ở đây là làm thế nào để cho lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận để cho hai cái đoạn phim khớp nhau đấy. Thì tại đến khi đến cuối để nói là cố gắng đoán xem người kia lắng nghe mình đến đâu, đồng thời đảm bảo mình và họ có một bức tranh về một điều gì đó. Điều này khó đúng không? Rất khó. Mình nói nhưng mình phải quan sát xem cái người đó đang lắng nghe đến đâu. Thì đấy mới là nói thật. Và mình đảm bảo là mình và người đó đang cùng một cái bức tranh. Cùng một bức tranh về cái vấn đề đấy. Thế thì có một cái vấn đề phát sinh là khi mà gieo được hạt giống nói thật rồi, thế nhưng mà cái điều mà nói thật đấy nó lại không khớp với cái điều mà mình đang muốn nghe thì sao? Mọi biết điều này không? Tôi thường nói là hay là sự thật mất lòng ấy. Tức là mình muốn chồng nói thật rồi, nhưng mà lại muốn là cái điều mà chồng nói thật ấy, nó lại phải khớp với cái điều mà mình đang muốn nghe, thích nghe. Đây là mình đang gieo hạt giống nói thật, nhưng thầy có mở rộng thêm. Ví dụ như là anh ấy có thể nói là anh ấy nhắn tin đúng không? Anh ấy rất là đề phòng với cô ấy đến chẳng hạn trong câu hỏi. Thế thì nếu anh ấy nói thật là anh đang nhắn tin với người khác thì sao? Cô ấy có muốn nghe cái điều đấy không? Thì theo mọi người sẽ làm thế nào? Chúng ta mong muốn được nghe điều gì? Ví dụ như là anh đang chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ cho cô đấy chẳng hạn. Ở đây là chúng ta lên một cái tầng sâu hơn. Khi mà chúng ta đã được muốn nghe là chúng ta đã được thỏa mãn ở cái câu số 2 đấy, à, cái câu 21 đấy đấy. Tức là miễn sao mà trong mình nói cho mình nghe cái điều mà mình, tức là miễn sao ông ấy mở lời nói với mình để nó đúng với cái câu 21 là cởi mở không. Nhưng mà cái nội dung mà ông ấy sẽ nói với mình nó sẽ tạo ra cái cảm xúc gì cho mình, thì lúc đó chúng ta lại thêm một cái muốn ở trong đó nữa, tức là chúng ta đang muốn cả hai, muốn cái một cái thứ đằng sau cái thứ đó nữa. Nên phải lúc đó là phải tự nhắc nhở bản thân mình là thật sự mình đang muốn nghe cái điều gì, phải nhắc nhở cái điều đó. Còn để lúc người ta nói thật cho mình là cái kiểu là thuộc đẳng giả tật đấy, người ta nói cho lúc đó mình lại đấy, à không phải thuộc đẳng giả tật, ví dụ như đơn giản nhất là một cái tính mà buồn đó, đúng không? Mà sau đây nhiều người lại nói là bắn tỉ nhì một chút nào kiểu thế, ở trong một cái tính buồn thì người ta lại nói sao lại nói thật ra làm gì. Nhưng lúc người ta nói thật thì mình lại không muốn họ nói thật đấy. Thì ở đây thì là cái phần này là sâu hơn một chút các bạn. Mình cũng muốn là để đặt câu hỏi để các bạn phải tách ra nó thành là hai câu, gần như hai câu đó.
Và thầy cũng có gợi ý là chúng ta sẽ phải quay về lại câu 6. Thầy có gợi ý là từ trung thủy ấy chị. Đó. Mọi người đã tưởng tượng ra được cái phần của cái câu hỏi 6 chưa? Câu hỏi 1 là chúng ta đã giải quyết được rồi đúng không? Tức là câu hỏi gốc ấy, cái câu 21 đấy. Cái phần mà làm như thế nào để cho mình có thể cởi mở. Tức là ông ấy sẽ nói thật. Ông sẽ nói thật cái điều mà mình muốn được biết. Nhưng mà quan trọng là đến lúc mà mình biết được cái điều mà ông nói thật đó là có phải cái điều mà mình muốn nghe hay không. Đó, chúng ta đang đi sâu hơn vào một cái tầng sâu hơn nữa, thì các bạn cần phải biết được là ở đây là đang có 2 tầng đó. Các bạn có hiểu ra được là cái phần là nó đang là ở cái phần mà mình muốn nghe hay không, thì ở cái phần mình muốn nghe hay không thì các bạn đọc ngay ở đoạn cuối luôn đó. Đấy, bạn cũng có thể xem những hạt giống để cái sự thật mà anh ấy nói với bạn là một điều mà bạn thích nghe. Phải là điều mà bạn thích nghe. Còn điều mà bạn không thích nghe, liệu bạn có mong muốn người ta nói sự thật không? Đấy, lúc này là cái lúc mà nó đi sâu hơn và cả bạn phải làm thêm một tầng nữa với chính mình. Bạn có sẵn sàng ở đây, bạn có sẵn sàng trả lời mình rằng là bạn muốn nghe một cái sự thật mà cái sự thật nó phù phàng không? Đó. Có ai ở đây mà cả bạn sẵn sàng nghe sự thật phù phàng thì bạn có thể comment số 1. Thì có trường hợp thứ hai không chị? Đấy, nên là ở đây thì là ở đây nếu như các bạn mà học sâu hơn á, thì có một cái từ mà bọn mình hay dùng đó là cái từ loát hạt đó. Trước khi mà mình muốn nghe ai đó nói điều gì đó thì chúng ta hãy làm như thế nào để nghĩ về những cái điều mà mình nói cho những người khác, những cái lời nói tốt đẹp. Lúc đó thì chúng ta gì? Hạt của chúng ta nở thì chúng ta nghe những lời tốt đẹp đúng không? Còn mà hạt chúng ta xấu thì chúng ta nghe những lời xấu thôi. Thế nên là ở đây ngoài khi mà chúng ta được được trả lời ở cái phần cởi mở ra, thầy còn trả lời cho các bạn cái này, bởi vì cái này là cũng không thưa, cái sự không thưa của thầy là cũng không thưa cho các bạn, bởi vì chúng ta đã cái có một cái đấy, riêng cả ca dao tục ngữ chúng ta còn có một câu là sự thật là mất lòng mà. Thế nên là liệu rằng chúng ta có muốn nghe sự thật hay không? Này là câu sâu hơn, là cái phần sâu hơn một chút. Ở phần ở câu 21 này thì là cái có một cả bạn có thể gọi là từ rút. Mình không thấy là thầy đánh dấu thầy làm đầm lên cái thông điệp nào, nhưng mà các bạn có thể từ mình rút ra cái một cái thông điệp nào đó thông qua cái
những cái phần trả lời này, những cái bài học hay là cái điều gì đó mà các bạn có thể nhớ sâu hơn cho cái bài học này không, cho cái câu 21 này không? Các bạn nhớ tại đây thì các bạn sẽ thanh thạo hơn, các bạn ấn tượng tại đây tức là các bạn đã từ 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 gieo cho mình một hạt giống đó. Tức là những khi chúng ta kể cho ai đó nghe một điều gì đó thì trong tâm trí chúng ta luôn xuất hiện một bức hình hoặc một đoạn phim về nó, thể hiện cách chúng ta ghi nhớ về cái tình huống đó. Về cái câu ở đây là khi bạn kể cho người khác nghe về chuyện gì đó thì đơn giản chỉ là bạn đang miêu tả cảnh đang diễn ra trong tâm trí của bạn cho họ. Nó gần với cái câu 20 một chút các bạn. Ở câu 20 chúng ta có cái tưởng tượng và kể lại không? Thì khi mà chúng ta kể lại thường chúng ta kể lại cái điều gì? Cái hôm đó đọc cho câu 20 xong em liên tưởng với cái câu 21 là đúng là có sự liên hệ với nhau. Ở câu 20 thì chúng ta đã bắt đầu có cái sự tưởng tượng. Tưởng tượng về một cái người mà họ có những cái điều mà mình không thích, đúng không? Và chúng ta sẽ kể một cái câu chuyện tốt đẹp về họ. Và đây là cái kết quả của câu 20 đó. Nếu như những cái gì mà bạn tưởng tượng ra hoặc là những cái gì bạn mô tả tất nhiên là nó không đạt sự thật 100% thì bạn phải biết được nó là đang ở theo chiều hướng nào. Nó đang theo chiều hướng nào, theo chủ đích của bạn. Và cái phần này nếu như các bạn luyện tập ở câu 20 một cách thành thạo thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được như lúc nãy cái đoạn mà chị Châu có nói. Còn là cái phần mà khi mà chúng ta chọn lọc cái ngôn từ thì chúng ta có thêm những cái thái độ có cái lợi thế cho mình hay không, thì chúng ta sẽ tự biết được. Thì chúng ta đang kể về một cái câu chuyện cho một ai đó nhưng mà chúng ta lại chủ đích là có lời cho mình, hay là chủ đích để làm cho cái hình ảnh của người đó nó tốt đẹp hơn. Thì ở đây trong trong cái quá trình mà chúng ta luyện tập có một cái từ đó, các bạn thấy là cái từ này các bạn luyện tập được cái này, đó là cái cách mà chọn lọc những từ ngữ một cách hết sức cẩn thận, rất là bản sự. Cái này là đến cái phần mà bạn gọi là luyện tập rồi đó. Cái mà bạn biết được rằng là cái việc mà chúng ta mô tả, chúng ta mô tả cái hình ảnh mà chúng ta đã thấy, mô tả cái đoạn phim mà chúng ta đã được nhìn thấy. Và bây giờ chúng ta chịu lại đó, thì chúng ta phải có một cái sự luyện tập ở đây là cái luyện tập sử dụng ngôn từ. Và cái luyện tập sử dụng ngôn từ này nếu như bạn thành thạo ở câu 21 thì mình chắc chắn rằng là cái câu 20 thanh thảo ở câu 20 thì chắc chắn là mình tính là cái ngôn từ mà bạn sử dụng ở đây nó sẽ đi theo hướng tích cực, ít nhất là như thế. Còn nếu như các bạn không thanh thảo ở, không luyện tập và không thanh thảo ở câu 20 thì thực sự lúc đó là các bạn vẫn đang ở cái chế độ mà các bạn sẽ nói một cách rất tiêu cực. Và ở cái câu 21 này, cái việc mà bạn sử dụng những ngôn từ tiêu cực để nói thì các bạn sẽ nhận lại quả của nó khi mà trong bạn nói sự thật. Thì đấy, nó có cái sự liên kết với nhau rất rõ ràng. Và ở đây thì chia sẻ cho các bạn là có một cái kỹ thuật. Có một cái kỹ thuật mà cái trên hành trình phát triển bản thân của các bạn đó, là các bạn hay sử dụng hoặc là hay nghe người khác nói đến, hoặc là bạn chưa từng sử dụng luyện tập. Nhưng mình tin là khi mà các bạn sử dụng luyện tập
thì nó sẽ ra kết quả đó là cài đặt tiềm thức là những lời khẳng định đó. Thì các bạn sẽ nhìn bạn nghe nghe những cái các bạn có thể search cái cụm từ là cài đặt tiềm thức này hay là lời khẳng định, thì các bạn sẽ thấy những cái ngôn từ của cái phần của cái cụm từ mà các bạn mới search ra, nó sẽ rất là đẹp, rất là đẹp, rất là hay ho và rất là tích cực. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần đó để luyện tập ngôn từ của các bạn, ít nhất là luyện tập để bổ trợ cho câu 20 đã. Còn chưa kể đến là các bạn sẽ phải nói sự thật như thế nào ở cái câu 21. Sự thật mà bạn phải nói ở câu 21 khi mà những cái chuyện mà nó mang tính tiêu cực, hiểu không? Tiêu cực mà có thể làm tổn thương một ai đó, thì các bạn có thể mô tả cái đoạn phim đó nó một cách nhẹ nhàng hơn với cái người nghe, để khi mà họ tiếp nhận cái câu chuyện của bạn, họ sẽ không phải rơi vào cái tình trạng lo sợ hoảng hốt, đúng không? Thì đến lúc bạn là cái người được nghe sự thật thì bạn sẽ ở trong cái tình trạng nào, thì bạn sẽ phải tưởng tượng ra được cái người ở cái câu 20. Cái người ở cái câu 20 họ đang nghe cái gì, thì cả bạn sẽ được nghe sự thật ở cái câu 21 như thế. Và mình là cái người mà đã luyện tập cái phần câu 21 rồi. Nhưng có một câu ở đây thì không biết là mình chia sẻ cái trường hợp của mình mà mình cũng chưa. À, có thể là một các bạn có thể góp ý cho mình. À, đây là trong cái sự thật của mình mà mình cũng chưa tìm ra được cái hạt. Đó là cũng có thể là khi mà đặt câu hỏi thì mình cũng sẽ tìm ra được hạt này. Trong mình thì hay nói giỡn, nói đùa giỡn. Ví dụ như đơn giản nhất là hôm vừa rồi thì mình có tuần vừa rồi thì mình có về và mình có hỏi trong mình nói là nhờ anh chở em đến cái ngân hàng để mình nộp tiền mặt, một số tiền mặt lớn. Thì anh đã nói là đưa tiền đây. Rồi đưa tiền đây cho anh á, anh chuyển khoản cho mình này. Ôi giời thì may quá, $40 cơ. Xong thì anh nói là, xong rồi anh mới nói lại là làm chỉ có $40 để mà cho mày mi chuyển khoản cho mày mới được. Tao nói đùa thôi. Nhưng mà cái trong cái thái độ mà mình đặt cái câu hỏi, tức là đặt cái đề nghị với anh là đưa mình đến cái ngân hàng rẻ tạt ngang trong ngân hàng để mà mình nộp tiền, mình rất là nghiêm túc. Thì khi mà trả lời cái câu trả lời đó thì trong mình cũng rất là nghiêm túc. Hoặc là đối với mình, mọi câu trả lời khi mà mình đang nghiêm túc thì mình cũng mong muốn họ trả lời nghiêm túc. Nhưng cái câu trả lời của họ thì luôn ở trong cái trạng thái là đùa giỡn, và mình không vui với điều đó. Trong mình thì luôn luôn biết mình là người nghiêm túc, và tự đặt câu hỏi và mình cũng thấy câu trả lời nó sáng ra. Trong mình thì muốn mình là cái người đừng có quá nghiêm túc, còn ông thì rất là đùa giỡn. Hai chúng mình đang có một cái sự chênh lệch với nhau, tức là ở đây không có nó, đây có xuất hiện cái từ mà nói không thật, bởi vì cái mô tả giữa mình và trong mình đều hai người đều là đã hợp nhau, đúng không? Nhưng mà cái chủ đích của ông trong mình là đùa chứ không phải là chủ đích là nói dối. Nhưng mình là cái người mà không chấp nhận được cái sự đùa giỡn. Thì ở đây thì không biết là khi mà mình kể như thế này các bạn có cái ý tưởng hay có cái lời khuyên gì không? Mình thì khá nghiêm túc trong mọi hoạt động, tức là mình nói gì cũng vào cái tình trạng là nó thật nghiêm túc, nó không có một cái sự đùa giỡn nào ở đây. Còn mình thật sự là chưa chấp nhận được cái sự đùa giỡn của trong mình.
Em cũng bị như chị em. Tức là sau mình nhận ra mình có một cái bài học là cần cái sự linh hoạt hơn, mà không phải nguyên em, mà em nhận thấy là sếp của mình cũng cũng có cái gần nó là bông hoa đang nở ra cho mình thấy đấy. Ví dụ như là sếp khác mà đùa thì sếp mình sẽ kiểu coi như là thật ấy, kiểu kiểu như thế. Không không không, hoặc là đấy là mình được nghe kể lại, đấy là mình thấy một bông hoa. Còn với em khi mà chồng em nói đùa mặt rất là nghiêm túc, mình không biết là đùa hay là thật, nhưng mà mình cứ thấy nghiêm túc thì mình cứ tin ấy. Xong đến lúc thật thì nó lại không phải như thế. Tức là mình mới phát hiện ra là mình em cũng hay làm thế với người khác. Tức là hay nói những cái lời vô nghĩa, ví dụ như là nói câu nói dối, nó rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng mà khả năng nó sẽ là những cái lời ví dụ như là ô đánh rơi cái gì kìa. Sao mọi người nhìn lại tưởng đánh rơi thì hay ngày nói dối ấy, em cũng hay thích là đùa ấy. Thế xong rồi mọi người bảo là rơi gì đấy, đánh rơi lòng tự trọng. Kiểu hay đùa rồi đấy. Kiểu cứ nói như như thế, nói là nói mỉa và nói đùa, cái kiểu lúc đầu nói rất là nghiêm túc, nhưng mà sau nghĩ nghĩ một lúc mới thấy buồn cười ấy. Nó nghĩ ra thì em thấy không biết chị Yến như thế nào, nhưng mà em thì hay gieo những cái hạt giống đùa cợt vô nghĩa ở đấy, nên là chắc đến lúc mình rất là nghiêm túc, nhưng mà mình gặp đối tượng rất là linh hoạt. Em cũng như thế với chồng, nghiêm túc đó. Mình rất nghiêm túc, với chồng mình bảo mình cái từ là nghiêm trọng hóa. Chồng ấy bảo em là nghiêm nghiêm trọng hóa. Nếu như trong trường hợp của Hằng thì chị lại không ở ở đó, mà chị lại khi mà chị mà đặt xong câu hỏi thì chị biết ngay câu trả lời. Câu trả lời của chị là chị không chấp nhận được cái việc đùa giỡn. Và việc của chị là phải không phải là chấp nhận cái việc đùa giỡn, mà mình cần, tức là chồng chị rất là mong muốn chị đừng có nghiêm túc như thế. Tức là ông nói là chị lúc nào cũng vô cái trạng thái là không thể ai đua giỡn được với chị đó. Ông muốn chị phải 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 có được cái kiểu là giỡn như ông ấy. Và đúng ở ở đây thì là đúng là cái chị cũng ngược lại, tức là ngược lại là chị muốn ông thật sự nghiêm túc ấy. Thì đúng ở đây thì có một cái đó là mình phải học cách linh hoạt, như như Hằng nói cái từ linh hoạt, là mình cũng phải mình biết là trong mình hay nói đùa thì là mình phải phải nương theo cái việc nói đùa đó, chứ đúng tính ra là 25 năm rồi đúng không, ở bên cạnh ông thì mình biết là ông hay nói đùa rồi, thế mà 10 lần thì mình cũng bị 10 lần. Xong rồi sau đó hai vợ chồng khi mà biết được cái kịch cục ấy là một người nghiêm túc và một người nói đùa thì lại choảng nhau, ông phải choảng nhau, nhưng mà nói kiểu là kiểu một người thì vẫn nói là mẹ mi là muôn đời là vẫn nghiêm túc như thế, một người thì nói là em thì luôn luôn là rất là nghiêm túc và nói sự thật, anh đã biết em là có người thật, xong vì sao anh lại đùa với em, cái kiểu không ai chấp nhận được ai hết. Một con người một một bên thì họ muốn là mình linh hoạt, mình cũng biết giỡn với họ, nương theo họ, nhưng một bên thì là thật đấy, tôi là thật đấy, tôi thật như thế thôi, tôi không muốn là nó khác đi. Nó thật quá cũng 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 không đúng nữa, tại vì ở các mọi hoàn cảnh thì chị cũng không đua giỡn với ai và cũng rất là nghiêm túc, nên là mọi người nhìn vào chị sẽ phản chị một câu là sách vở này này, những cái từ mà họ kiểu là họ nói là giống như mình nghiêm túc quá, nghiêm túc Khô khô quá, cứng không ai đua được mình ấy. Thế quá. nên là phải có một người sinh ra để đùa mình, và chỉ có đúng chỉ có bạn chồng chị mới đùa được chị, không không ai đùa chị, bởi vì họ thấy chị rất nghiêm túc. Và đây có thể là một cái bài học là mình phải chấp nhận
Đấy, cái câu mà chấp nhận này là mình cũng tự nhắc mình rằng là lần sau thì mình sẽ kiểu là phải không phải đề phòng, nhưng mà ý là mình biết là ông hay đùa rồi thì mình sẽ không phải dỗi hay là không phải giận ông, nhưng mà lần nào cũng thế, chắc là lần này thì phải tốt nghiệp rồi đấy. Lần này được chia sẻ với mọi người mình được học sâu hơn nên mình sẽ cố gắng tốt nghiệp. Còn những lần trước thì thật sự là mình cũng không thắc mắc là vì sao là mình rất là nghiêm túc mà chồng mình thì cứ muốn mình cái độ nghiêm túc của mình giảm thiểu đi, ví dụ là chuyện với con chẳng hạn, chồng mình sẽ nói là nhưng mà cái này thì mình không biết là mình sẽ phải sửa như thế nào. Ví dụ như bạn chồng mình thì hay nói đùa với bạn Na là em không phải là con của ba đâu, ba không có người con gái nào tên là Na cả. Thì hai bố con đùa đùa nhau, nhưng mà thực ra là bạn Na thì có một cái vấn đề là bạn sử dụng ngôn từ rất là mạnh và bạn sử dụng ngôn từ tiêu cực. Thế nên là khi bạn chồng mình đùa thì bạn chồng hay sử dụng những cái ngôn từ tiêu đấy, đây không hẳn là tiêu cực nhưng mà nó không đúng sự thật. Thế nên là bạn Na sẽ có một cái hình dung và tưởng tượng nó rất là khác, và bạn sẽ nói những cái ngôn từ y chang lại với bạn chồng. Xong là bạn này là bạn nó sẽ phản ứng lại là con không phải là con của ba, kiểu thế. Tức là hai người cứ giỡn nhau, xong rồi đến lúc cuối ngày bắt đầu ôm nhau lại thì lại nói là ba biết là em muốn ba sẽ ôm ấp em, yêu thương em chứ nữa. Thì hai người cứ nói chuyện với nhau mà mình người ngoài mình nhìn vào là mình không chấp nhận được cái sự đùa giỡn mà rất là kiểu nó tổn thương kiểu như thế, nhưng mà hai người này là hình như là chấp nhận nhau. Còn mình thì mình ở ngoài nhưng mà mình không chấp nhận được cái sự thật đùa, cái sự đùa giỡn đó. Thế nên là nếu như các bạn hay nghe những cái buổi chia sẻ của thầy Michael Rowe thì thầy có cái lúc nào mà thầy đùa giỡn thì thầy sẽ nói là tôi đùa đấy, I'm tức là cái gì, Just just kidding. Thì cái này thì các bạn và khi kể lại cho bạn các bạn nghe thì mình cũng học được cái bài học. Thực ra là khi mà mình đùa ấy, sau đó là mình cũng phải phải chữa lại. Tức là Hằng lúc nãy Hằng có nói là cái gì mà rớt lông từ trong ấy, thì bạn Hằng sẽ phải nói ô em đùa đấy. Thì bạn trong mình cũng nói cái câu này đùa, mình đùa cho vui, nhưng mà thực ra là mình vẫn tức ấy. Cái người được muốn nghe sự muốn không không muốn đùa ấy thì vẫn cứ kiểu ở mức ấy, chứ mình không được vui theo ở cái giai đoạn đó. Đấy, là mình không gặp cái trường hợp nói dối như thế này. Chồng mình thì rất là cởi mở, nhưng mà cái lời nói của bạn á thì nó không tổn hại, nhưng mà nó lại không, nó không là đúng, không phải là đúng sự thật, nhưng mà cái đùa đó thì mình chưa chấp nhận được. Mình chưa chấp nhận được, và bây giờ có thể là mình sẽ phải học một bài học chấp nhận, bởi vì mình biết cái con người đó là như thế rồi. Mình 15 năm mà bạn vẫn cứ loay quay là muốn đùa giỡn với mình, còn mình thì vẫn rất là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc. Sếp của em là sếp nữ, thì sếp lớn hơn chị bảo này đi uống rượu đi, sếp em thì kiểu một con người rất là nghiêm túc, đi đâu thì sếp lớn hơn sếp nghĩ bọn này nó bị làm sao ấy, kiểu như là ý là học hành nhiều quá ấy, đầu óc ấy, kiểu ý là chỉ đùa thế thôi mà cứ dễ nhảy lên như là thật ấy. Là mình thấy là mình cũng giống thế, tức là nhất là em đợt trước ở công việc cũ là mình còn hơi cứng nhắc nữa cơ, đúng văn bản đúng giấy tờ thì mình làm, còn nếu không đúng là mình cho ra ngoài. Thế thì sau dần dần là mình học dần cái bài học của cái sự gọi là linh hoạt ấy, linh hoạt để phù hợp với cái nhiệm vụ của từng vị trí, nên là mình đổi 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 đi đổi lại ba chỗ rồi càng chỗ càng sau thì càng linh hoạt hơn. Thì cảm ơn bạn Hằng đã chia sẻ cái từ linh hoạt này, và cũng nhớ nhắc đến cái sếp cũ. Thì đúng, có sếp cũ của mình là sếp hay thích đùa, và khi mà mình chứng kiến cái đùa của sếp với người khác, mình không thoải mái cho lắm, mình không thoải mái cho lắm.
và sếp đã từng đùa mình à, mình à, đều có cái là lúc đó là mình có một cái sự tôn trọng và mình biết là sếp đùa, thế nên là mình có cái sự uyển chuyển linh hoạt hơn. Còn đối với chồng mình thì mình vẫn cứ nghĩ rằng là chồng rất là nghiêm túc, thế nên mình không có uyển chuyển và linh hoạt theo cái tình huống mà chồng mình đưa ra. Tức là ở đấy thì như là mình có một cái thái độ nó chưa được đúng đắn với chồng, ví dụ cái thái độ là mình có lẽ là xem nhẹ chồng, coi thường chồng. Mình mà nếu như mà mình cũng ở cái tình trạng là chồng mình như là sếp mình thì có thể là mình sẽ nương theo và linh hoạt hơn. Cái này thì nó chúng ta là đi sâu hơn vào cái phần nó gọi là thái độ. Đằng sau cái ngôn từ chúng ta còn có một cái phần là khi mà các bạn mô tả cái câu chuyện đó như thế nào. Ví dụ như lúc nãy là Hằng mà kể cái câu chuyện mà bà mập ấy. Úi dồi ôi, bà đã mập kinh khủng. Cái từ hoặc là bạn thấy sẽ hai cái khác nhau này. Ví dụ như bạn cũng nói là bà đó mập kinh khủng, hoặc là bạn úi dồi ôi là cái bà đó mập kinh khủng, tức là cái thái độ, cái sự mô tả cái cơ thể của bạn và cái ngữ điệu của bạn á, nó sẽ làm cho cái sự cường điệu nó lên, hoặc là các bạn cùng sử dụng một cái câu đó thôi. À, ví dụ cái này thì nó liên quan đến cái việc mà hồi trước mình học tiếng Anh, đó là một cái kỹ thuật gọi là cái gì mà nhấn giọng, đúng không? Cái kỹ thuật nhấn giọng, ví dụ như how is going, tức là chúng ta cùng một cái cụm từ thôi, tức là ba cái từ đó thôi, nhưng mà chúng ta sẽ nhấn ở từ nào thì nó sẽ ra một cái kết quả khác nhau. Đó. Hoặc là một từ thôi, okay, it's okay, tức là ở đây là nó đi kèm theo thêm cái thái độ, thế nên là khi mà các bạn sử dụng ở cái câu 20 mà các bạn sử dụng về cái mô tả của các bạn thành thạo rồi đó, thì là ở câu 21 thì các bạn sẽ phải để ý thêm ở cái phần thái độ nữa. Đấy. Đây cũng là một trong những cái chia sẻ của mình, cái trải nghiệm mà mình đang thực hành để xem là sau này thì là cái vấn đề đùa của trong mình nó có ổn hơn không. Và thực ra thì có thể là trong mình vẫn đùa, nhưng mà mình sẽ không có một cái thắc mắc nào nữa, là bởi vì cái độ chấp nhận của mình nó bắt đầu nới rộng ra. Thì lúc đó thì đối với mình cái đùa đó nó không còn là vấn đề. Bây giờ mình không chấp nhận cái đùa đó, thế nên là nó mới là vấn đề. Đó. Nó đơn giản là ở đây là bổ sung cho các bạn thông qua cái bài học của mình là cái phần thái độ. Và bạn Hằng cũng bổ sung cho các bạn một cái cụm từ nó rất là hay ho, là cái từ linh hoạt. Và chúng ta chỉ cần biết biết mình thì chúng ta sẽ biết người. Và chúng ta sẽ linh hoạt được với những cái đối tượng đó. Bởi vì là như lúc nãy mình nói là sếp mình thì đùa hay đùa, và mình biết là người thật như mình sẽ dễ bị lôi ra để đùa, và khi mà sếp có những cái đùa đó thì mình bắt đầu có cái sự đề phòng và mình phản ứng lại cho nó phù hợp với đó. Nhưng mà trong mình thì mình không linh hoạt, mình khá cứng nhắc, nên là mình nói một thì mình muốn chồng cũng nói một, chứ không thể là hai ba được. Mình cũng nói hay nói với bà Na rằng là ba mẹ nói một nhưng mà ba nói hai. Cái số 1 và số 2 nó khác nhau mà. Thật ra là hôm nay thì với cái câu này thì mình không có cái vấn đề như câu, nhưng mà mình có một cái vấn đề nó khác hơn, nó liên quan đến tầng thái độ. Chia sẻ để các bạn có thể cùng học. Mình tin là nếu như các bạn dành thời gian để quan sát thì thực ra là cái phần tính tưởng này nó là cả một cái sự luyện tập rất là sâu á cho các bạn, mà nhất là bắt đầu chúng ta cái sự luyện tập này nó chúng ta bắt đầu điều chỉnh từ ngôn từ, chúng ta điều chỉnh từ cái ngôn từ. Và cái công cụ mà mình cũng chia sẻ cho các bạn, cái công cụ đó thì mình cũng bắt đầu luyện tập từ năm 2016, đến tận bây giờ vẫn đang phải luyện tập. Đó là cái lời khẳng định và cái cài đặt tiềm thức, hai cái đó.
Nó sẽ bổ trợ cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn luyện tập ở cái câu 20 và 21 này. Rồi, chúng ta sẽ cùng ôn lại nha. Ai ở đây các bạn ạ? Sếp uống gì không? Đây là một chương trình mà Thúy Minh
cùng nhau luyện tập câu 21 này. Chúng ta đã đi hết phần tính khó. Chụp ảnh chị Yến. Cái phần tin tưởng này nó sẽ rất quan trọng. Nó chỉ có hai câu thôi, nhưng nó rất quan trọng cho những ai đang còn có mặt ở đây. Thông điệp của cái phần tin tưởng này, chính các bạn cũng sẽ trải nghiệm qua. Nếu như các bạn không bị ai nói dối, nhưng khi mà các bạn làm việc với chính mình thì các bạn sẽ làm việc với một cái người mà có nói dối với bạn nữa hay không, đó là chính bạn. Chúng ta có thật sự tin tưởng chính mình không? Cái khả năng và cái tiềm năng mà chúng ta có hay không? Thế nên là cái phần tin tưởng này, nếu như ngoài cái việc mà bạn luyện tập cho để mà phóng chiếu ra được những người người khác ở bên ngoài, những cái bông hoa ở bên ngoài bạn được nhìn thấy, thì bạn sẽ luyện tập ở bên trong sâu sắc hơn về cái việc mà bạn có tin vào chính mình hay không. Stop nha.